Vâng, xin được trân trọng kính chào tất cả anh chị và các bạn. Chúng ta đã quay trở lại với kênh review loa kép của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến tất cả anh chị và các bạn chúng ta về một dòng sản phẩm loa kéo công suất lớn với bát đôi 4 tấc và 2 chép anh chị nhé. Thì chúng ta nhìn vào với dòng sản phẩm là 4045 nha anh chị ha. Thì anh chị chúng ta nhìn thấy là với dòng sản phẩm này được thiết kế cho mình gồm có 2 bát 4 tấc, 2 chép nha anh chị ha. Lưu ý với dòng sản phẩm này thì anh chị chúng ta sử dụng được cả điện bình cũng như là điện nguồn ha anh chị ha. Chúng ta cứ cắm nguồn vào đây thì chúng ta gle sẽ tự động chuyển qua chế độ 220, chúng ta sử dụng trực tiếp để mà sử dụng ha. Thì với công suất với dòng sản phẩm này thì rất là lớn, nên là thành thử anh chị chúng ta có thể sử dụng max công suất từ 4 đến 5 tiếng khi mà chúng ta hát karaoke anh chị ha. Khi mà ở trong nhà thì chúng ta cứ cắm nguồn trực tiếp mà sử dụng. Ngay bây giờ thì tôi sẽ tiến hành test chất lượng karaoke anh chị và các bạn chúng ta nghe thử về cái chất âm của nó như thế nào khi mà hát karaoke anh chị nhé. Mời chị chúng ta cùng nghe. Đôi tay hôm nào dìu nhau trong cơn mưa.